Đừng mà. Buông tôi ra. Cô gái, mau qua đây. Súng tốt. Nè, đội du kích Tân Thứ Quân tại Giang Nam. Ngồi yên, ngồi yên. Rửa sạch xong, cầm đi. Người anh em bắn súng rất giỏi. Đi theo tôi đi. Các anh là đơn vị nào? Tôi họ Cảnh, tôi là lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Cảnh đại ca, cảm ơn ý tốt của anh. Tôi là người của quân Tứ Xuyên, tôi muốn về đơn vị của mình. Được. Mấy cây súng cậu lượm được cậu mang đi. Mấy thứ đó tôi sẽ mang đi. Cảnh đại ca, tôi thấy các anh nghèo lắm đó. Mấy cây súng CK-38 này tôi dùng không quen. Anh mang đi đi. Không có được đâu. Cậu lượm được chúng mà. Lúc nãy cậu bắn chết 7 người. Chúng tôi đã có lời rồi. Không lấy miễn phí. Anh đưa cho tôi mấy băng đạn mà anh lượm được. Một cây súng đổi một băng đạn, tổng cộng là 15 viên đạn. Anh thấy sao? Đội trưởng, chúng ta chỉ có 80 mấy viên đạn. Được rồi, 8 băng đạn, 40 viên đạn có được không? Được. Cảnh đại ca rộng rãi. Người anh em, cậu tên gì? Tôi họ Trương, tên Trương Khang. Cậu giỏi lắm. Vào trong. Đi xung quanh kiếm đồ ăn. Đi mau. Rõ.
Tiểu đoàn 1, trung đoàn 1, sư đoàn 133, quân Tứ Xuyên, Trương Khang, xin về đơn vị. Quân Tứ Xuyên? Đúng. Chúng tôi là người của quân đoàn 5, đội quân chính quy, không nhận những kẻ chạy trốn khỏi chiến trường. Anh bắn chết à? Sư đoàn 133 không còn nữa. Lên xe đi, chúng tôi chở anh về. Ngoài ô Thượng Hải, chùa Đốn Ngộ. Mau, bám sát theo. Dừng, dừng. Mau. Sao lại dừng lại vậy? Người anh em, anh ở đơn vị nào? Sư đoàn 16, đóng ở đâu? Chùa Đốn Ngộ. Các anh để mất trận địa rồi à? Bọn Nhật đông quá, tiểu đội trưởng chết rồi. Trung đội trưởng cũng chết luôn. Bọn khốn. Tất cả nghe rõ đây, chờ lệnh tại chỗ. Trung đoàn trưởng 1, có. Lập rào cảnh giới 200m. Trung đội 1, có. Đi theo tôi. Báo cáo trưởng quan, Dương Bảo tham mưu bộ chỉ huy quân đoàn phụng lệnh làm sĩ quan liên lạc cho anh. Là mệnh lệnh gì? Chờ lệnh tại chỗ. Có biết bọn họ thuộc đơn vị nào không? Trung đoàn trưởng, sư đoàn 16 tại chùa Đốn Ngộ mất rồi. Bọn Nhật đang tiến về phía chúng ta, người rất đông. Chúng ta phải bịt chặt cửa này. Trung đoàn trưởng ta, bây giờ tình hình tiền tuyến rất loạn, ta với địch đang đánh nhau. Mệnh lệnh của bộ chỉ huy tiền tuyến là chờ lệnh tại chỗ, nghĩa là không được tự ý phản công. Tào lao. Cậu nói lại lần nữa coi. Lúc nãy tôi nghe chưa rõ. Tôi nói tào lao. Lặp lại lần nữa coi. Sao đây? Hai người làm gì vậy? Cậu định đánh kiểu gì? Đánh kiểu gì cũng tốt hơn là để bị đánh. Toàn thể chuẩn bị. Dạ, dạ. Đó là ai vậy? Đại đội trưởng đại đội 1 Trương Khang. Trấn chùa Đốn Ngộ.
Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm TV. Qua đây. Liêu Tuấn Kiệt, súng máy đâu? Đem súng máy qua đây. Súng máy có. Yểm hộ. Gắn lưỡi lê, xông lên. Các anh em, chém chết chúng đi. Giết, lên. Đại đội trưởng, có sao không? Làm gì vậy? Mau xông lên. Xông lên. Giết. Báo cáo, trung đoàn trưởng Tạ thuộc sư đoàn 133 quân đoàn 20 tới rồi. Họ vừa lấy lại được chùa Đống Ngộ, quân Tứ Xuyên. Báo cáo trưởng quan, trung đoàn 1 sư đoàn 133 tới trình diện. Vất vả rồi. Thật không ngờ các cậu vừa tới liền phong tỏa được chùa Đốn Ngộ. Tốt, tôi sẽ ghi công cho các cậu. Trưởng quan, đây là chuyện chúng tôi nên làm. Khai chiến đã 2 tháng rồi. Đại bác máy bay của bọn Nhật chưa từng có lúc nào ngơi nghỉ. Bọn chúng muốn đánh thế nào là đánh. Tuy nói cấp dưới của tôi ai cũng tài giỏi, nhưng mà đối mặt với tầng tầng lớp lớp thi thể, trong lòng tôi cũng không dễ chịu gì. Nào, cậu coi, đây chính là đoạn giữa phòng thủ của chúng ta. Đây là Lưu Hàn, đây là Trần Gia Hàn, đây là bãi đất lớn. Còn chỗ này chính là chùa Đốn Ngộ. Chúng ta chỉ có 4 cứ điểm, nếu để mất một cái là toàn bộ mất hết. Trước mắt chúng ta là một phiên hiệu của quân đội Nhật. Hiện tại nắm chắc tình hình có sư đoàn 3, sư đoàn 9, sư đoàn 13,
Với lại, trong thông báo nói là còn có sư đoàn 101 nữa, nhưng vẫn chưa có xác nhận sau cùng. Nhưng có một điều có thể xác định, toàn bộ vũ khí hạng nặng của quân chủ lực Nhật đều đang ở chỗ này của chúng ta. Rất rõ ràng là bọn chúng muốn đánh vào một chỗ rồi tiêu diệt toàn bộ. Cho nên chùa Đốn Ngộ là quan trọng nhất. Tập trung ý chí bảo vệ lãnh tụ. Đối với bọn Nhật là phải đánh, đối với chúng ta là phải thủ. Trưởng quan yên tâm, trung đoàn 1 chúng tôi cắm rễ ở chùa Đốn Ngộ rồi. Tốt, tranh thủ nghỉ ngơi, làm công sự cho tốt. Bọn Nhật sẽ không cho các cậu thời gian nghỉ ngơi đâu. Nếu muốn nghỉ ngơi, chúng tôi đã không tới đây. Nhưng mà không thể khinh địch. Bây giờ không giống như trước đây, chỉ đánh mấy trận nhỏ, phải chuẩn bị sẵn sàng hy sinh. Trưởng quan, quân Tứ Xuyên chúng tôi tới đây là để hy sinh vì nước. Sợ chết thì đã không tới đây. Trưởng quan, trưởng quan. Chùa Đốn Ngộ. Tôi đang chờ lời giải thích của cậu đó, Trung tá Fujita. Thưa lữ đoàn trưởng, quân của tôi sau khi đánh chiếm chùa Đốn Ngộ, liên đế trung đội 1, trung đội 2 đuổi theo quân Trung Quốc đang tháo chạy. Ai ngờ giữa đường gặp phải sự phản kích của bộ đội tinh nhuệ Trung Quốc. Cái gì? Quân tinh nhuệ Trung Quốc? Phải, thưa ngài, binh lực của địch có ít nhất là một trung đoàn. Còn quân ta từ khi tới đại lục tác chiến đã đánh liên tục 20 mấy ngày không ngừng nghỉ. Toàn quân hiện tại có khoảng hơn 400 thương binh. Địch nhiều ta ít nên mới tạm thời bỏ qua cho chùa Đốn Ngộ. Tình hình là như vậy, thưa ngài. Xin lỗi vì đã xen ngang vào. Anh Fujita, xin anh đừng lấy sai lầm trên chiến trường để làm nguyên nhân cho thất bại. Và lồng tiếng tại iFilm TV. Xin mời xem đây là gì. Đây là mảnh vỡ của lựu đạn, là một loại gang trắng dùng để chế tạo nông cụ. Trong khi phát nổ, nó thậm chí còn không tạo ra được nhiều mảnh vỡ. Anh Fujita, xin hỏi, tướng giới thạch có phát cho bộ đội tinh nhuệ nhất của hắn loại lựu đạn tự chế như vậy hay không? Còn nữa, tôi đã tới trạm xá rồi. Hầu hết binh sĩ bị thương đều là do đao chém. Họ còn nói rằng đội quân Trung Quốc tập kích bọn họ, thậm chí còn không có được mấy khẩu súng máy. Có nghĩa là anh Fujita không gặp phải quân tinh nhuệ Trung Quốc, mà chỉ là quân tạp nham do chính quyền địa phương chiêu mộ. Hay nói cách khác, đó chỉ là đội quân ô hợp. Anh Fujita, xin hỏi chức trách của quân nhân là gì? Dĩ nhiên là trung thành với thiên hoàng bệ hạ, bảo vệ lợi ích của đế quốc. Nói lớn lên, trung thành với thiên hoàng bệ hạ, bảo vệ lợi ích của đế quốc. Vậy thì tôi hy vọng có thể dẫn anh Fujita ra chiến trường một lần nữa.
Đại đội trưởng Tam Qua. Tam Qua, sợ bọn Nhật không? Hơi sợ. Sợ cái gì? Chúng cũng đâu có ba đầu sáu tay. Cậu cứ coi chúng như ma quỷ, như súc sinh là sẽ không sợ nữa. Lần đầu tiên tôi đi đánh trận cũng lớn cỡ cậu. Lần đầu tiên bắn súng tôi rất lúng túng. Quen rồi thì ổn. Không phải tôi sợ cái đó, chứ cậu sợ cái gì? Đại đội trưởng, 11 người trong thôn chúng tôi cùng nhau đi. Những người khác đã hy sinh hết rồi. Chỉ còn lại tôi với lại anh ba của tôi. Tôi muốn về nhà, không muốn chết ở đây. Yên tâm đi, chờ đánh thắng trận này tôi sẽ dẫn các cậu về nhà. Đào sâu vào. Đại đội trưởng, anh coi được chưa? Hy sinh bao nhiêu người? Tiểu đoàn chúng tôi chết hơn 50 người, bị thương hơn 60 người. Một ngày một đêm mà chết nhiều vậy, sau này không biết còn chết bao nhiêu người nữa. Phải. Trung đoàn trưởng, trung đoàn trưởng. Bị thương à? Không có gì, kiến cắn chút thôi. Súng của bọn Nhật bắn ghê thật, đạn đều ghim vào thịt. Rất tốt. Cậu sinh viên trường quân đội này rất khá. Đang đào hầm phòng không à? Phải, trung đoàn trưởng. Đào bao nhiêu cái, bớt chết bấy nhiêu người. Tốt. Các anh em, các anh em. Mẹ nó, mọi người đánh tốt lắm. Bây giờ nghe lệnh của tôi. Tôi ra lệnh. Ăn cơm. Thơm không? Lát nữa ai cũng có phần. Các anh em, nào, lại đây. Đằng sau còn là một con heo. Nấu nồi thịt cho mọi người nữa. Đảm bảo đủ thịt cho mọi người. Đừng có giành nhé. Ai cũng có phần. Được rồi, tới ăn thịt nào. Mau tới đây. Đó là cái gì vậy? Cái gì vậy ta? Khí cầu hả? Đại đội trưởng, xem kìa. Mau, mau lên. Pháo quả vào vị trí. Nằm xuống. Liêu Tuấn Kiệt nằm xuống. Nằm xuống, tất cả nằm xuống. Nằm xuống mà. Mấy người đằng sau nằm xuống. Nằm xuống. Mau nằm xuống.
đừng chạy, cúi xuống hết cho tôi, cúi xuống. Tướng sĩ Tứ Xuyên vừa ra chiến trường đã gặp phải pháo quả tấn công liên tục. Họ chưa từng bị đạn pháo tấn công như vậy. Đạn pháo của quân Nhật như có mắt, khiến người ta không biết trốn vào đâu. Họ bắt đầu cảm nhận được sự tàn khốc của chiến tranh. Mau nằm xuống. Anh ba, anh ba. Mẹ đó, cậu muốn chết à? Anh ba chết rồi. Bác hai của tôi, chỉ có một mình anh ấy. Anh Fujita, bắt đầu đi. Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm TV. Mau lên. Liêu Tuấn Kiệt. Hiểu rồi. Đừng quán, phải bình tĩnh. Lấy hết lựu đạn ra. Đồ con rùa. Xông lên. Chuẩn bị. Dứt. Ném. Ném. Ngắm chuẩn rồi bắn. Rút mau, rút mau, rút. Người đâu? Lập tức gửi điện báo cho lữ đoàn trưởng, nói quân ta đã chiếm lại chùa Đốn Ngộ. Dạ. Cầm đao.
Giết! Xông lên! Các anh em cầm đao lên! Giết! Vẫn còn chút quả lực. Thú vị đó. Giết! Xông lên! Tất cả ngừng bắn. Tiết kiệm đạn. Trương Khang, tiểu đoàn trưởng, có thuốc không? Lão Lý chết rồi. Vậy đại đội 2 ai chỉ huy? Đại đội phó lên thay. Toàn đại đội chỉ còn lại 50 mấy người. Đại đội 3 cũng không khá bao nhiêu. Đại đội 1 các cậu thì sao? Tính luôn bị thương nhẹ là còn 80 người. Tiểu đoàn trưởng Dương, trung đoàn trưởng, thương vong thế nào? Hôm qua cộng thêm hôm nay, chết và bị thương tổng cộng hơn 200 người. Sắp hết người rồi. Không ngờ pháo quả của bọn Nhật mạnh tới như vậy. Vừa mới làm xong công sự, chớp mắt một cái đã thành bình địa. Trung đoàn trưởng, thứ đồ chơi đó chúng ta phải tìm cách quỷ nó đi. Chứ nếu không thì chúng ta chỉ toàn chịu đánh. Đúng là phải nghĩ cách. Ông đây đánh trận mười mấy năm rồi, chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nói với các anh em, chúng ta không có cày cuốc, thì dù có dùng đao cũng phải đào cho ra chiến hào. Dạ. Trang bị của chúng ta không tốt, đạn cũng thiếu, nên phải đánh giáp lá cà, cầm lựu đạn, cầm đao. Tiểu đoàn trưởng Dương, các cậu rút về nghỉ ngơi trước đi. Tiểu đoàn trưởng 2, có. Các cậu tiếp nhận trận địa đi. Dạ. Anh Khang, sao rồi? Trung đoàn trưởng đồng ý tìm người giả làm quân Nhật bắn rơi khinh khí cầu.
Nhưng trung đoàn trưởng không cho tôi đi. Dĩ nhiên anh không thể đi. Anh là đại đội trưởng, nếu anh mà gặp bất trắc chúng tôi đánh trận với ai chứ? Nhưng tôi không đi, ai đi? Anh không thấy những người trong đại đội chúng ta đều là lính trẻ sao? Anh Khang, tôi đi. Anh đi làm gì? Liên quan gì tới anh? Tại sao vậy? Tại vì có thể mất mạng. Tôi đi đánh trận chính là để mất mạng, không định sống sót trở về. Anh đừng nói với tôi những lời này. Trước khi tôi đi đã hứa với mẹ của anh, nhất định phải dẫn anh về nhà, cho nên anh phải sống, nghe rõ chưa? Anh Khang, anh cũng có cha. Cha anh ở nhà. Nếu như biết anh gặp bất trắc gì, làm sao ông ấy sống nổi? Tôi là đại đội trưởng, nghe lời tôi. Khi anh làm đại đội trưởng, anh mới được nói những lời này. Tôi đi tìm trung đoàn trưởng. Đứng lại. Tìm trung đoàn trưởng làm gì? Giống như phụ nữ vậy. Được, chúng ta chơi trò của đàn ông. Dài ở lại, ngắn phải đi. Ý trời. Đưa đây. An Giang tưởng tôi không nhìn thấy có phải không? Liêu Tuấn Kiệt, đừng có chơi trò này với tôi. Trò này trước đây tôi đã từng chơi rồi. Đi. Đi tìm quân phục của bọn Nhật cho tôi. Anh có chắc chắn một mình anh bắn rơi nó không? Tôi không chắc chắn, anh có chắc chắn không? Ít ra hai người vẫn tốt hơn một người. Nghe lệnh của tôi. Anh Khang, trước đây chúng ta đã nói cùng nhau đi đánh trận, cùng nhau trở về. Đi đi. Đi tìm hai bộ quân phục. Rõ. Liên lạc viên Dương, anh học gì ở trường đại học lục quân Berlin vậy? Cải tay đôi với trưởng quan à. Đây là công việc của tôi. Sao cô biết tôi từng học ở Đức? Đây cũng là công việc của tôi. Cô là người của sở đặc vụ à? Sao vậy? Xe chỉ có thể chạy tới đây. Muốn tới trận địa phía trước phải đi bộ. Ba lô của tôi đâu? Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm TV. Bỏ súng xuống, giơ hai tay lên. Đứng yên. Tận trung. Báo quốc. Người Trung Quốc sao lại nói tiếng Nhật vậy? Anh là người Trung Quốc, tại sao lại mặc quân phục của bọn Nhật? Trưởng quan, trưởng quan. Hiểu lầm, hiểu lầm. Chúng tôi có nhiệm vụ. Là nhiệm vụ gì? Họ tên, quân hàm, chức vụ. Có chuyện gì, có chuyện gì? Tiểu đoàn trưởng Dương, tham mưu Dương, xảy ra chuyện gì vậy? Đây là trưởng quan Cát do bộ chỉ huy phái tới. Cô ấy nhìn thấy hai người này mặc quân phục của bọn Nhật. Mau giải thích đi. Hiểu lầm, hiểu lầm. Tham mưu Dương, trưởng quan Cát, mời về bộ chỉ huy. Làm chuyện của cậu đi.
Mới ra khỏi nhà đã gặp chuyện này, thật là xui xẻo. Anh làm nhiệm vụ gì cũng được, tốt nhất đừng có cấu kết với bọn Nhật. Mặc kệ họ đi. Đi. Tập hợp. Bắn đi. Đi, bên kia có người. Ở bên kia. Vào vị trí. Mau lên, súng máy yểm hộ, đưa tôi. Liêu Tuấn Kiệt. Đại đội trưởng, xuống đây. Tránh ra. Liêu Tuấn Kiệt, anh mau tỉnh lại cho tôi. Liêu Tuấn Kiệt. Tao sẽ giết tụi bay. Đại đội trưởng, kéo anh ấy lại. Tao sẽ giết tụi bay. Buông cậu ta ra. Liêu Tuấn Kiệt rất giỏi. Cậu ấy không chết vô ích. Tôi thấy cậu ta chết không ích gì hết. Nói gì vậy? Thật sự không có ích gì. Nói bậy bạ. Đánh. Đã là lúc nào rồi? Các anh còn tâm trạng ở đây đánh nhau sao? Các anh tự nhìn đi. Trương Khang, cậu tự nhìn đi.
Cậu dùng đầu óc của mình suy nghĩ thử đi. Bọn Nhật phái hơn 300.000 người tới Thượng Hải, sao bọn chúng có thể chỉ có một chiếc khinh khí cầu? Cậu bắn một chiếc, bọn Nhật sẽ bắn thêm 10 chiếc. 10 chiếc. Còn đứng ngay ra làm gì? Chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị chiến đấu. Đứng yên chờ chết à? Nằm xuống. Nằm xuống. Người anh em, tôi tìm cho anh chỗ nằm nghỉ. Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm TV. Trung đoàn trưởng, trung đoàn trưởng, báo cáo trung đoàn trưởng, trận địa phía trước thật sự không giữ nổi nữa. Không giữ nổi nữa cũng phải giữ, cho dù chết còn lại một người cũng phải chết trên chiến trường. Đi đi. Rõ. Alo, tôi cho cậu một tiếng. Một tiếng mà không lên được, tôi bắn chết cậu. Trận này đánh như vậy không đúng. Tập trung quá lực và binh lực mạnh nhất, chọn một khe hở để phá dây mới là quy tắc cơ bản của đánh trận. Họ đã đánh ngược lại. Cho dù chúng ta hay quân Nhật đều bị thiệt hại nặng nề. Quy tắc cơ bản của đánh trận mà anh nói là do ai đặt ra? Godwin von Clausewitz. Liên lạc viên Dương, tôi phải nhìn anh bằng con mắt khác. Ý cô là sao? Thiếu gia của nhà họ Dương ở Quảng An, sinh viên của Đại học Lục quân Berlin, mà lại tình nguyện ra tiền tuyến làm bia đỡ đạn. Anh giỏi lắm. Anh đừng quên tôi làm nghề gì. Tài liệu của con của nhà có quyền có thế như anh chất thành hai đống trong sở. Cho dù cô giám sát tôi cũng vô ích. Tôi nghĩ ông chú tư lệnh ở tiền tuyến của anh không nghĩ như anh. Ông ấy đưa anh tới đây chỉ để anh làm màu. Nếu ông ấy biết anh làm bia đỡ đạn ở tiền tuyến, ông ấy chắc chắn sẽ tức điên. Cô gái như cô có thể tới tiền tuyến, tại sao tôi lại không tới được? Dĩ nhiên là tôi phải tới. Tiền tuyến của quân Tứ Xuyên là nơi lãnh tụ không yên tâm nhất. Tôi bắt buộc phải tới. Cô nói vậy là có ý gì? Tống tiên sinh ở Hoa Bắc, Hàng tiên sinh ở Sơn Đông, bọn họ có ý đồ gì? Chắc không phải anh không biết chứ. Mấy trăm ngàn tướng sĩ quân Tứ Xuyên chắc chắn là phải có. Rất nhiều người có ý đồ xấu, phải không? Các gì tôi nói cô biết. Tống tiên sinh nghĩ gì, Hàng tiên sinh nghĩ gì tôi không quan tâm. Nhưng tướng sĩ quân Tứ Xuyên không có ai có suy nghĩ như cô. Dinh thự Lưu Tương, Thành Đô. Lưu Tương, tên tự Phủ Trừng, trưởng quan tư lệnh chiến khu 7. Ngồi đi. Đơn vị tiền tuyến Tùng Hộ, trước là quân đoàn 20 và quân đoàn 43 ở Trần Gia Hàng, chùa Đống Ngộ, và chiến tuyến Đại Trường chiến đấu rất ngoan cường. Trần Gia Hàng và chùa Đống Ngộ thất thủ mấy lần, đều bị quân ta chiếm lại. Quân Tứ Xuyên ở phía Bắc đánh chặn địch trước. Họ dùng vũ khí thô sơ nhất, chiến đấu với quân địch được trang bị vũ khí hiện đại.
phát huy tinh thần quật cường của người Tứ Xuyên, làm cho chúng ta nở mày nở mặt. Rất giỏi, giỏi. Tập đoàn quân 22 ở phía Bắc vừa mới hành quân tới Tây An, chỉ huy ở Tây An không làm theo lệnh của ủy ban quân sự, không những không cung cấp vũ khí cho họ mà còn bắt họ hành quân tới chiến khu 2 Cao Nghĩa, Bạc Dân. Di chuyển tới Sơn Tây, kế hoạch tập trung chiến đấu của chúng ta đã bị bọn họ phá dỡ. Ủy ban quân sự ra lệnh tập hợp ở Lạc Dương Hứa Xương, rồi tới chiến khu 7 mà sao thay đổi xoành xoạch như vậy? Chủ tịch Tưởng không thông qua chiến khu và tập đoàn quân, trực tiếp ra lệnh cho đơn vị dưới trướng mình, thật sự là rất quá đáng. Quân đoàn 22 ở phía Đông cũng như vậy, cũng bị lão Tưởng trực tiếp ra lệnh hành quân tới chiến khu 1, di chuyển tới Thượng Hải và Nam Kinh. Coi bộ chủ tịch Tưởng có ý đồ gì đó. Loạn cả lên rồi. Tôi nghĩ nên tập hợp các đơn vị lại. Tấn Khang, Đức Thao, hai người các cậu lập tức tới Tây An, đi tìm chủ nhiệm hành dinh Tưởng Đỉnh Giang để nói chuyện, xin cấp vũ khí. Sau đó đi tới Sơn Tây, ra lệnh các đơn vị tiền tuyến nhanh chóng tập hợp lại với nhau, thống nhất chỉ huy. Rõ. Tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 2 tiêu rồi. Đánh kiểu như vậy, thua trận là chuyện sớm muộn. Thua trận sớm, thua trận muộn khác biệt rất lớn. Liên lạc viên Dương, những lời anh nói với đại đội trưởng Trương Khang ngày hôm đó không sai. Bắn rơi một chiếc khinh khí cầu, bọn Nhật sẽ thả thêm 10 chiếc, không ảnh hưởng lớn tới cục diện chiến trận. Chiến tranh hiện đại là như vậy, chỉ dựa vào sức mạnh không có ích gì. Không dựa vào sức mạnh thì dựa vào gì? Dựa vào trí tuệ. Liên lạc viên Dương, tôi không học nhiều bằng anh, về lĩnh vực quân sự cũng không hiểu biết bằng anh, nhưng đứng từ góc độ của người ngoài cuộc, tôi nghĩ rằng đại đội trưởng tên Trương Khang đó không tệ. Vì với tư cách là đại đội trưởng, anh ta đã bắn rơi một chiếc khinh khí cầu, anh ta đã làm hết khả năng của mình. Bọn giờ có rất nhiều khinh khí cầu trinh sát, bắn rơi chiếc nào hay chiếc đó. Nếu một chiếc mà cũng không bắn rơi thì sẽ có chiếc nào biến mất? Chiến trường Tùng Hộ, mấy trăm ngàn binh sĩ, nếu có 1.000 binh sĩ như đại đội trưởng Trương, tôi nghĩ khinh khí cầu của bọn Nhật không bay lên trời được. Liên lạc viên Dương, về lĩnh vực quân sự tôi không giỏi bằng anh, có lẽ sau này anh sẽ là trung đoàn trưởng, lữ đoàn trưởng, thậm chí là trưởng quan tập đoàn quân. Nhưng trước mắt tôi thấy anh không xứng đáng làm chỉ huy tiền tuyến một chút nào. Trưởng quan Cát, cô nói như vậy không đúng lắm. Chỉ cần cô là một quân nhân, chỉ cần cô là người Trung Quốc thì không phải là người ngoài cuộc. Cuộc chiến tranh này không có người ngoài cuộc. Dương Bảo, có truyền lệnh của tôi. Tiểu đoàn 1 ngừng nghỉ ngơi, tới khu phòng thủ của tiểu đoàn 2. Rõ. Đại đội trưởng, 6 ngày rồi, các anh em chỉ còn lại có một nửa. Quân chi viện rốt cuộc khi nào mới tới? Chiến trường lớn như vậy, nơi nào cũng thiếu người, nơi nào cũng cần người. Tôi nghĩ chúng ta phải chiến đấu mấy ngày nữa. Tiểu đoàn trưởng Dương, tiểu đoàn trưởng Dương, trung đoàn trưởng ra lệnh tiểu đoàn 1 quay về trận địa. Có chuyện gì vậy? Trận địa mất rồi, các anh em hy sinh hết rồi. Tất cả mọi người quay về trận địa. Mau, chạy mau lên. Các cậu tìm thật kỹ cho tôi. Mau lên. Rõ. Tìm thật kỹ. Mau lên. Hashimoto, chuyện tối qua, cảm ơn anh. Không cần phải cảm ơn tôi, tôi chỉ nói lời công bằng. Mang dép rơm. Quân đoàn 20, quân Tứ Xuyên, quân Tứ Xuyên, quân Tứ Xuyên tới đây. Mang dép rơm đi mấy ngàn km. Đúng vậy, mang dép rơm đi mấy ngàn km. Khi học ở trường lục quân đế quốc, tôi từng nghe mọi người nói quân đội Trung Quốc được trang bị kém nhất.
Trong mắt chính quyền địa phương, bọn chúng thấp kém hèn mọn giống như võ sĩ của chúng ta thời kỳ chiến quốc. Nhưng mà bọn chúng đã đánh chặn chúng ta 6 ngày. Nguy hiểm. Fujita, Fujita, cán đâu? Mau đem cán qua đây. Mau. Báo cáo, quân Tứ Xuyên đang tấn công. Khốn kiếp, ra lệnh binh sĩ rút lui. Rõ. Quay lại, tất cả mọi người quay lại, quay lại, quay lại. Đồ chết tiệt. Cậu, dẫn anh em đội 1 đi về phía trước thu hút sự chú ý của bọn chúng. Tôi ra phía sau phá hủy nó, đi mau, mau. Mau, mau. Yểm hộ, rõ. Trái. Đi mau. Đi mau lên, mau lên. Mau lên. Nạp pháo đi. Chuẩn bị. Bắn đi. Ẩn nấp, mau ẩn nấp. Các cậu không muốn sống à? Nằm xuống, nằm xuống. Mau nằm xuống đi. Đồ ngu, nằm xuống. Đồ ngu. Buông tôi ra, không muốn sống à? Buông ra. Đồ ngu ngốc. Buông ra. Buông tôi ra. Còn ai sống sót không?
anh bị chảy máu. Ngồi yên, ngồi yên. Không sao, ngồi yên, không sao. Người còn sống, người còn thở, nhanh chóng tu sửa công sự. Rõ. Nè, tôi không phải tên nè, tôi tên Trương Khang. Cảm ơn. Mau lên, mau lên, tu sửa công sự. Ra lệnh pháo binh bắn pháo. Rõ. Bắn đi. Mau, đi vào trận địa. Mau, bọn Nhật tiến lên rồi. Mau, đi vào trận địa. Đi vào trận địa. Mau lên, đi vào trận địa. Mau, bắn đi. Bọn Nhật tới rồi, chuẩn bị chiến đấu. Đừng gấp gáp, lại gần rồi bắn. Sao bọn Nhật rút lui rồi? Bọn Nhật tăng cường bắn pháo, ẩn nấp. Mau ẩn nấp, mau ẩn nấp, kêu họ mau ẩn nấp. Mau, mau, bọn Nhật tăng cường bắn pháo, nằm xuống. Mau nằm xuống, nằm xuống. Mau nằm xuống. Mau, bọn Nhật tăng cường bắn pháo, mau nằm xuống đi. Nằm xuống. Bắn đi. Mau ẩn nấp, ẩn nấp, mau lên. Có nghe thấy không? Ẩn nấp. Trung đoàn trưởng, trung đoàn trưởng, trung đoàn trưởng. Trung đoàn trưởng, trung đoàn trưởng. Nằm xuống, nằm xuống. Mau nằm xuống. Đừng chạy, đừng chạy lung tung. Đi, đứng dậy, đi. Từ lúc kết thúc pháo kích tới lúc phát động tiến công mất 6 phút. Chậm quá rồi. Trương Khang, đại đội trưởng Trương, Trương Khang, đại đội trưởng Trương, đại đội trưởng Trương, đại đội trưởng Trương, Trương Khang.
Bọn Nhật tới rồi, mau chuẩn bị chiến đấu. Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm TV. Trung đoàn trưởng, xông lên, đội mũ sắt, quân Quảng Tây. Tiểu đội trưởng, tiểu đội 5, đại đội 3, tiểu đoàn 1, trung đoàn 1, sư đoàn 133, quân Thứ Xuyên, Chu Hỷ Quý, giao trận địa cho quân bạn. Trung đoàn phó, trung đoàn 3, sư đoàn 84, quân Quảng Tây, La Hưng Căng, tới đây tiếp quản trận địa. Các anh em Thứ Xuyên, vất vả rồi. Trung đoàn phó La, trung đoàn chúng tôi tiến vào trận địa chùa Đốn Ngộ chỉ còn nhiêu đây người thôi. Trận địa do các anh em của chúng tôi và trung đoàn trưởng Tạ đổi lấy, xin giao cho các anh. Tất cả chú ý. Chào. Đơn vị đầu tiên của quân Tứ Xuyên tới chiến trường Tùng Hộ chiến đấu với quân Nhật ở chiến tuyến chùa Đống Ngộ 7 ngày đêm. Hơn 7.000 người thương vong, những sĩ quan chỉ huy hầu như đều chết trận. Có chuyện gì vậy? Cấp trên ra lệnh rút khỏi trận địa chùa Đống Ngộ. Ai ra mệnh lệnh? Không biết, đây là quân lệnh. Các anh không được đi. Ở đây còn có người sống. Không ai còn sống đâu cô gái. Trưởng quan, đi đi, bọn Nhật sắp tới đây rồi. Mau đi đi.
sư đoàn 122 quân Tứ Xuyên tại Thành Đô. Còn một tháng nữa chúng ta sẽ ra tiền tuyến, lính trẻ bên ngoài vẫn như vậy, có thể đi đánh trận không? Lính già lão luyện, lính trẻ cứng đầu, trước giờ đều như vậy. Mấy người mới chiêu mộ được không tệ lắm, chưa từng cầm súng. Kệ đi, anh nghĩ cách giùm tôi. Phải rồi, trung đoàn trưởng. Tham mưu Hồng của sư đoàn nói có một nhóm lính về từ chiến trường Tùng Bộ. Bộ trưởng Quang đã quyết định điều nhóm lính này tới các đơn vị. Nhóm lính này rất giỏi, từng ra tiền tuyến chiến đấu với quân địch. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên ra tay sớm, tranh giành mấy người. Bà nội nữa. Có chuyện tốt vậy sao? Tôi gọi điện cho sư đoàn trưởng. Được, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Anh đừng có tưởng bở. Một hai người là đủ rồi. Con người của anh kỳ cục quá. Anh phải nói sớm chứ, xích chút nữa tôi giành hết rồi. Mau gọi đi. Alo, cho gặp sư đoàn trưởng. Cha. 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 Khang à. Cha. Con không sao. Con ốm quá. Có đói không? Cha nấu mì cho con ăn. Cha, con không đói. Ngồi đi, nào. Con rót nước cho cha. Cha, mấy tháng nay ở nhà một mình, cha vất vả rồi. Sau khi con đi, Thu Dung thường xuyên tới thăm cha, chăm sóc cha rất chu đáo. Khang à, con về rồi. Các anh em của con có khỏe không? Tiểu Liêu có khỏe không? Cha, Tiểu Liêu hy sinh rồi. Khi tụi con tới Thượng Hải có rất nhiều người, cuối cùng chỉ còn mấy người sống sót trở về. Con đã bò ra từ đống người chết, thật tội nghiệp đám anh em tốt của con. Khang à, con phải dành thời gian đi thăm người nhà của họ, đi thăm cha mẹ của họ. Cha, cha yên tâm, con nhất định sẽ đi. Mau. Các anh ở đội quân nào? Chúng tôi là lính của trưởng quan Tôn ở sư đoàn 27. Sư đoàn 27, chẳng phải các anh ở ải Nương Tử sao? Ải Nương Tử mất lâu rồi, anh không biết hả? Cái gì? Ải Nương Tử mất lâu rồi? Mất rồi. Người anh em, nghe tôi. Mau đi đi. Đồ sắt của bọn quỷ ở ngay phía sau. Nếu chúng nhắm vào các anh, sẽ không đi được nữa. Mau. Theo sát, đi. Mau, đi. Đi. Mau, đi. Quân Tứ Xuyên mặc áo mỏng, giày cỏ chạy tới sơn tây. Không ngờ ở đây chẳng những họ không nhận được tiếp tế gì, hơn nữa quân Trung ương và quân Tấn Tùy thảm bại, khiến thế trận sơn tây đã thay đổi, khiến họ không thể ngờ tới. Điều khiến họ không thể ngờ hơn là theo lệnh của chiến khu, họ đang từng bước tiến vào hiểm cảnh. Đưa tôi bản đồ. Đáng chết. Lão La, anh xem đi. Bản đồ Diêm Lão Tứ đưa. Đường trên này không có mấy tên trùng khớp. Tên địa chủ sơn tây này sửa đường sắt kiểu gì chứ? Có thể đưa bản đồ đúng sao? Không tin ta. Liên lạc được bộ chỉ huy sư đoàn chưa? Chưa. Mấy điện báo nát của họ là đống đồng nát gì anh cũng biết. 10 ngày rồi, đã phái 7-8 lính liên lạc đi, không người nào về. Không thể tiếp tục vậy nữa. Đúng vậy. Hiện tại ải Nương Tử đã thành nồi cháo lòng rồi. Chúng ta lại mất liên lạc với bộ chỉ huy sư đoàn, tiếp tục xông bừa rất có thể sẽ rơi vào túi của bọn quỷ. Còn một chuyện nữa, anh nghĩ bộ chỉ huy sư đoàn và tên thiếu gia Dương Bảo đó phái chúng ta tới đây có ý gì? Quân giám sát hả? Vậy cũng đâu tới mức phái cháu trai trưởng quan Dương tới. Tôi cũng thấy lạ. Về rồi. Trung đoàn trưởng Trương Khang về rồi. Trương Khang. Trương Khang, trung đoàn trưởng, chúng tôi gặp người của sư đoàn 27.
Họ nói Ái Nương Tử mất rồi. Cái gì? Mất rồi. Đúng, bọn quỷ đang tiến lên lục soát khu này. Chúng ta phải đi ngay. Dương Bảo đâu? Dương Bảo đi đâu rồi? Không biết. Lão La, Dương Bảo đi đâu rồi? Hắn vừa rồi hắn nghe nói Trương Khang dẫn một nhóm người đi lục soát. Hắn cũng dẫn một nhóm người đi hướng khác rồi. Chết tiệt, ai cho hắn đi? Mau lên phái người đi tìm hắn về đây. Về rồi. Báo cáo Trung đoàn trưởng, tôi phát hiện bọn quỷ ở hướng đông núi. Bao nhiêu người? Bọn quỷ dàn hàng hành quân, chắc là không nhắm vào chúng ta. Tôi đếm thử, có khoảng 2 trung đội. Có điều, trong đội quân địch có 2 khẩu pháo bộ binh kiểu 92. Trung đoàn trưởng, nhân lúc bọn quỷ chưa phát hiện, chúng ta mau dời đi. Trung đoàn trưởng, chúng tôi nhận được lệnh sau cùng, lập tức đánh chặn địch tiến vào Tây. Trước khi chưa có lệnh mới, lùi lại là bỏ trốn. Tham mưu Dương, bây giờ bản thân chúng ta ở đâu cũng không biết, không thể đánh liều. Trung đoàn Phó La, trước khi nhận được lệnh mới, lệnh sau cùng chính là lệnh mới, quân nhân phải phục tùng mệnh lệnh. Dương Bảo, bộ chỉ huy sư đoàn cũng không biết chúng ta ở đâu, làm sao mà chỉ huy chúng ta? Trương Khang, cậu thấy sao? Phải mau chóng di chuyển lên núi, tránh chủ lực quân Nhật. Quân Nhật có vũ khí hạng nặng, không dễ đi đường núi. Chúng ta không vào, chúng ta đều là trang bị nhẹ, còn có thể xoay sở với chúng. Đây là Tứ Xuyên sao? Đây là Sơn Tây, bọn quỷ không rành địa hình ở đây, chúng ta cũng không rành. Cứ dậy đường đột lên núi rất có thể sẽ lạc đường, quyết không thể làm vậy. Đây đúng là Sơn Tây, nhưng đây là Trung Quốc, không phải Nhật Bản. Cậu mở mắt sẽ thấy, mở miệng biết hỏi, giọng tai biết nghe. Nếu vậy còn lạc đường, vậy cậu xui xẻo đáng đời. Trương Khang, anh đang chất vấn lệnh của bộ chỉ huy sư đoàn sao? Được rồi, đừng cãi nữa. Lệnh đội quân đi tiếp về phía trước. Trung đoàn trưởng, tiến về phía trước. Được rồi, đi thôi. Mau lên, tiến về trước. Nhìn kìa, đó là xe gì? Xe gì vậy? Chưa từng thấy. Đó không phải là xe bọc thép sao? Chưa từng thấy hả? Chưa từng thấy. Xe bọc thép lớn vậy à? Đó là gì vậy? Hộp thép vuông vức, trước nay chưa từng thấy. Đó là hộp gì? Đó là xe bọc thép. Nằm xuống, mau nằm xuống. Tiếng súng đó ở đâu vậy? Bên đó. Đi, đi. Đừng bắn nữa, bắn không xuyên. Trung đoàn trưởng, báo cáo Trung đoàn trưởng, phát hiện 2 trung đội bọn quỷ ở phía trước. Lệnh đội quân chiếm chỗ cao, bắn diệt bọn quỷ. Rõ. Trung đoàn trưởng, chúng ta không thể trực diện đánh bọn quỷ, đó là lấy trứng chọi đá. Lấy trứng chọi đá gì? Nói cậu biết Trương Khang, mấy tên quỷ đó ông không tin trung đoàn của ông không diệt được mấy tên quỷ đó. Trung đoàn trưởng, anh chưa từng giao chiến với chúng. Trương Khang, cậu nhớ kỹ câu này, đây là trung đoàn của ông. Lúc đánh trận không có chỗ cho cậu chen ngang, cút đi. Cận kế trung, từng trải trăm trận, chưa từng nghĩ tới một sĩ quan trẻ từ chiến trường Tùng Hồ trở về cũng dám dạy mình nên đánh trận thế nào. Thế nhưng chính vì sự tự tin này dẫn trung đoàn của anh ta rơi vào tình cảnh cả bản thân anh ta cũng không thể ngờ. Quân Trung Quốc chiếm cứ trên sườn núi chỉ có số ít công sự đơn giản. Xem ra đây không phải là một trận chiến phục kích có chuẩn bị trước. Trời sắp tối rồi, phải mau chóng cắn chặt nhánh quân bên phải, liên lạc Sato Mori, kêu họ nhanh chóng tiến gần chúng ta. Rõ. Tất cả mau lên. Lê mê cái gì? Lê mê gì? Mau lên đi. Mau lên. Hạ Âm Dương. Đại đội trưởng, tôi đang tìm anh. Nói anh nghe, tôi tính thử rồi, chỗ này chắc chắn không được. Nếu chúng ta đào chiến hào ở đây chắc chắn sẽ bị diệt sạch đó. Tính cái con khỉ. Chỗ này không tốt chứ gì. Mau đào hố cho tôi, rõ chưa? Tôi đào hố làm gì? Đào hố tự chôn mình đó, đây chính là mộ của anh. Tất cả nghe rõ đi. Cười gì? Đứng lên cho tôi. Trung đội trưởng Ngô, anh là lính lão làng, anh nên biết một binh sĩ không có gì che chở sẽ mất mạng. Đại đội trưởng, cả núi là đá, làm sao mà đào? Tôi mặc kệ anh đào sao, dù có dùng tay cũng phải đào ra. Được, đào, đào, đào đi.
Tất cả nghe rõ. Trong 5 phút đào cho tôi. Trong 5 phút ai không đào được tôi bắn hắn. Nằm xuống. Mau nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Rút về súng máy. Về. Rút về súng máy. Về. Bảo vệ súng máy. Tất cả nằm xuống. Láo cần. Trung đoàn trưởng. Trung đoàn trưởng. Buông ra. Buông tôi ra. Trung đoàn trưởng. Quân Nhật lên rồi. Bắn cho tôi. Nằm xuống. Sao anh ở đây? Cút đi, cút đi. Ra sau bắn, đi đi. To con, đồ khốn, bắn đi. Tiếp tục như vậy ta sẽ chịu thiệt. Bắn đi, bắn. Quay lại cho tôi. Quay về. Quay về cho tôi. Liên đội trưởng, phòng ngự của địch đã tan rã. Một đám ô hợp. Đồ hèn. Đồ vô dụng. Ngô Thiên Lộc, anh chết rồi hả? Mau. Ngô Thiên Lộc, mau kêu họ cầm súng, mau lên. Còn ngớ ra đó làm gì? Đi mau, cầm súng, kêu họ mau lên. Tay súng máy, vừa chạy vừa bắn. Đừng đứng đó, di chuyển mà bắn, di chuyển. Mau. Ngồi lên, ngồi lên. Đại gia, anh nhìn bên này. Bắn kiểu gì? Mau, tất cả nằm xuống. Chú ý ẩn nấp. Lính y tế, mau lên, mau lên. Khiêng thương binh qua đó, băng bó. Mau lên. Bên này, băng gạc, mau lấy băng gạc. Lão Cận, thương vong sao? Cả chết và bị thương hơn 100 người. Một trận xung phong mất hơn 100 người à? Đúng. Lão Cận, tôi nói câu này anh đừng chướng tai. Trương Khang nói đúng.
Không thể đánh kiểu này. Bọn quỷ này không như chúng ta đánh trận trước đây. Còn đánh liều như vậy, chúng ta sẽ không trụ nổi. Lệnh cho các doanh, trời tối rút lên núi, rõ. Liên đội trưởng, Sato và Mori tới đâu rồi? Liên lạc lần cuối 15 phút trước. Đại đội Sato còn ở vị trí này, cách chúng ta khoảng 5 cây số. Toàn bộ là đường núi, du hành quân nhanh cũng phải mất nửa tiếng mới tới. Hiện tại trung đội Mori chắc đang ở đây, thông lý còn xa hơn Sato. Liên đội trưởng có nên tấn công lần nữa không? Binh lực của chúng ta chỉ bằng 1/3 quân địch. Lần tấn công vừa rồi là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Bây giờ quân địch đã củng cố trận địa, trời sắp tối, không cần phải hy sinh vô ích. Lệnh cho đội quân đào công sự, thu hẹp phòng thủ. Rõ. Liên đội trưởng, xem ra quân địch đối diện muốn bỏ chạy, có nên đuổi đánh không? Chúng ta chỉ có binh lực một đại đội, đường đột đuổi theo coi chừng bị quân địch cắn ngược lại. Hối thúc Sato và Mori mau chóng tập hợp với chúng ta. Rõ. Liên đội trưởng, anh xem cái này. Quân tứ xuyên. Đúng. Cái này xé ra từ trên người quân địch bị bắn chết. Thời tiết quỷ quái này, không bị bắn chết cũng lạnh chết, không lạnh chết cũng đói chết. Anh thôi, làm gì vậy? Anh em trong nhà mà, đừng có làm vậy mà. Anh, đừng làm gì. Làm gì vậy? Đều là anh em trong nhà. Tôi đánh chết cậu đồ hèn, làm gì hả? Anh ấy là quân nhân, dù có chết cũng phải để anh ấy chết trên chiến trường. Đại đội trưởng Trương, đại đội trưởng Trương, trung đoàn trưởng kêu anh qua đó. Tôi đi ngay. Trung đoàn trưởng, trung đoàn trưởng Trương Khang, bây giờ tình hình bên cậu sao rồi? Hy sinh 19 người, bị thương 20 mấy người, trong đó có 3 người bị thương nặng, e là không qua được tối nay. Tính cả bên chúng tôi, hơn 100 người mất rồi. Bọn quỷ mới xung phong trận đầu, chúng ta đã mất một đại đội. Ở Thượng Hải, ngày đầu chúng tôi đã mất sạch một tiểu đoàn. Lão Cận, chúng ta cứ lòng vòng vậy cũng không phải là cách. Mau liên lạc với bộ chỉ huy. Quay về thôi. Tôi không muốn về hả? Vấn đề là, đừng nói bộ chỉ huy không biết chúng ta ở đâu. Bản thân tôi còn không biết mình ở đâu nữa kìa. Bản đồ địa hình Sơn Tây. Anh Chi Trung, theo tình hình mà chúng ta nắm được, thế trận không lạc quan lắm. Các đội quân của ta thiệt hại nặng nề, có đội quân thương vong hơn nữa. Nghiêm trọng hơn là đội quân bị bọn quỷ cắt thành mấy mảnh, tự mình chiến đấu, rất khó chỉ huy thống nhất. Có tin của Cận Kế Trung không? Trước sau tôi đã phái mấy nhóm binh lính trinh sát đi theo tuyến đường họ hành quân, tới giờ vẫn không có tin gì. Họ được giao nhiệm vụ đồng tiến đón đầu địch. Nếu họ không thể tùy cơ ứng biến, đường đột tiến lên. Sư đoàn trưởng, chuyện này coi như xong. Sơn Tây, Thanh Tra Cát xin gặp. Không gặp. Anh xem, nếu họ... Sư đoàn trưởng Dương, Thanh Tra Cát, có chuyện gì? Trung đoàn Cận Kế Trung đã mất liên lạc với sư đoàn anh nửa tháng. Tôi tới để xác nhận tình hình. Tin tức nhanh nhạy đó. Đây là trách nhiệm buộc phải tra. Có tin gì không? Vẫn chưa. Có thể báo cáo trưởng quan chiến khu 2. Dù gì đây cũng là địa bàn của quân Tấn Tùy. Thanh Tra Cát, cô cho rằng Diêm Lão Tứ còn có tâm trạng quản chuyện này sao? Nếu không có việc gì,
Tôi bận quân vụ, thứ lỗi không tiếp. Sư đoàn trưởng Dương, người nhà trung đoàn trưởng Cận đang ở đâu? Dịch và lồng tiếng tại iFilm TV. Ý gì đây? Mong sư đoàn trưởng Dương phối hợp công việc của tôi. Tôi chỉ muốn làm rõ tình hình người nhà trung đoàn trưởng Cận. Có gì nói thẳng đi, đừng có vòng vo. Theo tình thế hiện tại là một thanh tra, tôi buộc phải xem xét tới cả trung đoàn họ có khả năng bị bắt làm tù binh hoặc là đầu hàng địch không. Cận kế trung tuyệt đối không thể đầu hàng người Nhật. Thanh tra cá, nói chuyện phải có chứng cứ, không thể ăn nói hàm hồ. Tôi chỉ hỏi theo luật. Mong sư đoàn trưởng Dương trao quyền cho tôi tra việc này. Được thôi, tôi cho cô tra. Nếu cô có thể tra ra Cận kế trung đầu hàng người Nhật, cán bộ trung đoàn tôi giao cho cô xử lý. Nếu cô không tra ra, tôi mới lý luận với cô sao? Tiễn khách. Sư đoàn trưởng, anh xem chuyện này để cô ta tra. Loại tiểu thư này, nếu không thấy chút máu, cô ta không biết trời cao đất dày. Nếu họ có thể tìm ra tung tích Cận kế trung thật, tôi cũng yên tâm. Chúng ta khỏi phải phái người đi tìm tiếp. Nhưng nếu anh em lão Cận, nếu cậu ta có lỗi với chúng ta thật, đầu hàng người Nhật, tôi chỉ có hai chữ xử bắn. Phải rồi, các anh phái ai đi với các Di vậy? Còn ai được nữa? Đại đội trưởng, đại đội cảnh vệ, Tiêu Xương Tuấn, Tiêu Râu Quai Nón. Đúng, mấy người cũng bỏ hết vốn liếng rồi. Đại đội trưởng, Thái Quan. Đại đội trưởng, có người đang nằm ở gốc cây cổ thụ kia, đi coi. Thiếm ơi, thiếm ơi, thiếm à. Đại đội trưởng vẫn còn thở, cõng về rồi tính. Thái Quan, đi tiếp. Đây không phải là mẹ của Xuân Ni sao? Làm Xuân Ni lo chết được. Nếu không nhờ các anh phát hiện, chắc chắn mất mạng rồi. Đi, mau dẫn chúng tôi đi. Đi. Xuân Ni, Xuân Ni, mẹ có về rồi. Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ, 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 em gái, thím bị bệnh rất nặng, phải mời Lan Trung. Cảm ơn, cảm ơn. Mẹ, Thái Quan, chúng ta đi. Mẹ sao rồi? Mẹ, người đâu? Trung đoàn trưởng Trương Khang, đây là trưởng thôn của họ. Trưởng quan, tôi ngày nào cũng mong cậu tới. Mấy hôm trước bọn quỷ mới tới thôn này, người trong thôn đều lên núi trốn bọn quỷ rồi, còn có vài người chưa về. Chúng tôi cũng đánh một trận với bọn quỷ, 200-300 người bị thương, muốn mượn thôn mình nghỉ ngơi vài ngày. Trưởng quan yên tâm, chúng tôi có gì ăn cũng chia sẻ với mọi người. Giờ tôi sắp xếp nhà cho mọi người. Cảm ơn. Đi đi. Bây giờ chúng ta đã mất liên lạc với bên trên 10 ngày. Bây giờ chúng ta đang ở sau lưng địch. Tuy chúng ta đã lên núi, nhưng mà có thể bị địch phát hiện mọi lúc. Vậy đi,
lập trạm gác lưu động, tăng cường phòng bị, toàn quân nghỉ ngơi tại chỗ. Trung đoàn trưởng, sau trận đó chúng ta đã tiêu hao hơn nửa đạn dược, cộng thêm đại đao, lúc đào chiến hào đã tổn thất gần hết. Phải mau nghĩ cách. Chúng ta đâu phải là đoàn mãi võ có thời gian đúc đao, chỉ bằng nghĩ xem bọn quỷ ở đâu, có đao dẫn hơn tay không. Trương Khang, cậu nghĩ cách. Rõ. Trung đoàn trưởng, theo tình hình hiện tại xem ra không thể mong chờ quân bạn. Chắc là trận tới chúng ta phải tự đánh. Tôi có ý này. Chúng ta có nên tận dụng thời gian này, tôi dẫn vài người tra rõ tình hình quanh thôn. Cậu nói có lý. Nếu ngồi im chờ bọn quỷ tới, chỉ bằng chúng ta tự ra xem tình hình. Trương Khang, cậu lo chuyện này. Rõ. Không, Trung đoàn trưởng, tôi đi ít ra có thể đem bản đồ về. Trung đoàn trưởng, tôi... Đừng dành nữa. Dương Bảo, cậu đi. Rõ. Nhưng Trương Khang phải đi với cậu. Còn ngỡ ra làm gì? Đi đi. Rõ. Trưởng quan Cát. Trưởng quan Cát, tình hình sao rồi? Trận địa trên đó phát hiện hơn 80 thi thể, đều là người của trung đoàn cận. Hơn 80 thi thể, đúng, bằng một đại đội rồi. Bên cô sao? Bên tôi phát hiện hố đạn pháo bộ binh kiểu 92. Đạn pháo bộ binh kiểu 92. Nói vậy họ đã gặp một đại đội địch rồi. Cũng chưa chắc. Nếu là đại đội địch đầy đủ biên chế, vậy ít nhất chúng phải có 12 khẩu súng hạng nặng kiểu 92 với trung đội súng máy này đi cùng. Nhưng trận địa tôi vừa tới giống không giống bị súng máy hạng nặng càng quét. Chúng dùng cả pháo bộ binh, lại không dùng súng máy hạng nặng. Vậy chắc là không tới một đại đội. Khả năng lớn là hai trung đội trực thuộc đại đội. Chỉ chút binh lực vậy, chắc không nuốt chửng được trung đoàn cận. Tìm tiếp. Đi, đi. Đi, theo sát, đi. Anh bạn, là cô hả? Tôi là Thái Quang, mẹ cô đỡ chút nào chưa? Đỡ rồi. Phải rồi, đại ca cứu mẹ tôi ở đâu? Tôi muốn cảm ơn anh ấy. Được, cô đi theo tôi. Đi. Cô ở đây đợi một lát nhé. Tôi vào gọi anh ấy. Dương đại ca, Thái Quang về rồi à? Dương đại ca, con gái của thím được anh cứu, cô ấy ở ngoài cổng đợi anh. Đợi tôi làm gì? Không biết. Đi thôi. Phim được dịch và lồng về đi, Thái Quang. Cậu nói với cô ấy tôi đi vắng. Cô ấy mặt đẹp lắm. Đi không? Tôi không đi. Anh không đi, tôi kêu cô ấy về nha. Đi thật đó nha. Được rồi, đi thôi. Tới rồi. Em gái, sao tới đây vậy? Dương đại ca, cảm ơn anh đã cứu mạng mẹ em. Em gái đừng vậy mà, đứng lên. Dương đại ca, nhà em không có gì cảm ơn anh. Xuân Ni chỉ có thể dập đầu cảm tạ. Em gái, Thái Quang, mau dịu đứng lên, mau đứng lên. Em gái, không có gì, cứu mẹ cô là đương nhiên. Chúng tôi đi đánh bọn quỷ là vì cứu người dân mà. Dương Đắc Quý, Trương Sinh, sao rồi? Tìm được rồi. Tìm được một lò than, trong đó có thanh sắt. Thanh sắt à? Đó là đồ tốt. Các anh tìm thanh sắt làm gì? Rèn đao diệt bọn quỷ. Đúng rồi. Trương Sinh, bao nhiêu? Rất nhiều, rất nhiều. Tốt quá. Vậy có cần thợ rèn không? Thôn tụi em có đó. Thật sao? Đắc Quý, đại đội trưởng đâu? Đại đội trưởng trong nhà. Vào báo. Em gái về trước đi. Thái Quang, chào cho cậu. Tốt quá. Cô về trước đi. Đại đội trưởng, vừa rồi tôi đi về hướng đông nam thôn, phát hiện một lò than, trong đó có thanh sắt. Thanh sắt à? Đúng, đại đội trưởng. Nếu có thể rèn thanh sắt này thành đao, vậy thì quá tốt rồi. Được. Chuyện rèn đao anh tranh thủ làm. Được, đại đội trưởng. Đi đi. Được. Tham mưu Dương, đi thôi.
Hóa ra ở đây. Chúng ta từng lục soát ở đây, không ngờ chúng trốn ở đây. Thú vị đó. Rất thú vị. Anh xem, vùng này chỉ có một đường ra ngoài, chính là liên đội Matsumoto. Chúng ta có thể dồn chúng tiến về trước, để liên đội Matsumoto chặn đánh chúng phía trước. Chúng ta dây ráp phía sau, trước sau kìm kẹp. Nhất định phải diệt sạch Tứ Xuyên này. Đại đội của anh lập tức chuẩn bị. Rõ. Dương đại ca, Xuân Ni, sao vậy? Dương đại ca, mẹ em không xong rồi. Cầu xin anh, mau đi cứu mẹ em. Lan Trung khám chưa? Lan Trung trong thôn đều chạy nạn rồi, tới giờ cũng chưa về. Được, tôi đi coi thử. Chú Lâm, tôi ra ngoài một lát. Được. Cẩn thận, chậm thôi. Chậm thôi. Mẹ, mẹ em sao rồi? Không nguy hiểm nữa. Vậy em gái à, trong nhà chỉ còn hai mẹ con à? Em còn anh trai tham gia bác lộ quân, nhưng đi rồi không thấy về nữa. Thím quá suy nhược, phải tẩm bổ cho khỏe. Vậy đi, tôi về trước. Ăn xong rồi đi. Không ăn đâu, bên đó còn đợi tôi rèn đao. Vậy đi, có chuyện gì cô cứ tới tìm tôi. Tôi đi đây. Dương đại ca, có thể xin anh một chuyện không? Chuyện gì? Có thể rèn một con dao cho em không? Cô cần dao làm gì? Bọn quỷ tới có thể phòng thân. Con gái không nên cầm đau thương. Chăm sóc tốt cho mẹ cô. Tôi đi đây. Dương đại ca. Đại đội trưởng Trương. Nếu bọn quỷ kéo tới đây, rất có thể sẽ đi qua mấy chỗ này. Nhìn bản đồ không hiểu chứ gì. Trường sinh, có. Thấy sườn núi ở xa đó chứ. Nếu bọn quỷ tới nhất định sẽ đi qua chỗ đó. Hiểu rồi. Đi đi. Nước Đức cũng dạy vẽ tranh sơn thủy à? Vẽ không tệ. Đại đội trưởng, anh nói đúng, bên đó có bọn quỷ. Nhìn rõ rồi, nhìn rõ rồi. Hướng đó khoảng 2 dặm. Đi, qua đó coi, đi. Anh làm rõ bao nhiêu người chưa dám nổ súng vậy? Đợi làm rõ chúng ta bị bao vây lâu rồi. Rút, đi mau. Liên đội trưởng, liên đội trưởng, ai nổ súng? Chúng ta bị phát hiện rồi. Đồ khốn, mặc kệ đi, làm theo kế hoạch, dồn chúng vào vòng dây của quân Matsumoto. Rõ. Trung đoàn trưởng, mau. Chuyện gì? Bọn quỷ tới rồi, còn bao xa? Còn 2-3 dặm. Dương Bảo, tập hợp toàn quân. Rõ. Trương Khang, cậu đi từng nhà kêu người dân đưa họ rút lên núi ngay. Rõ. Lão Lan, thu dọn đồ rút. Rõ. Dương đại ca,
Dương đại ca, em gái sao còn chưa đi? Anh trai em để lại, không chê thì anh mặc đi. Em gái mau đi đi, nếu bọn quỷ tới sẽ rất nguy hiểm. Em còn phải về đón mẹ. Dương đại ca, anh có còn về không? Sẽ về. Em gái, cho em cái này. Mau. Mau. Lão Cận, bọn quỷ có chuẩn bị trước. Nếu không nhờ Trương Khang bắn súng cảnh báo, chúng ta bị bao vây rồi. Anh nói tại sao bọn quỷ lại chắn chặt chúng ta vậy? Tôi thấy cũng lạ. Đi, giờ đại đội tiên phong dò đường đi xa chút. Được. Ngưng tiến lên, ngưng tiến lên. Nguy rồi, phía trước có bọn quỷ, không thể đi tiếp. Đây là bọn quỷ phía sau đang đuổi chúng ta. Giao dòng dây mai phục của chúng. Lão La, anh dẫn đội lên núi. Rõ. Dương Bảo, cậu báo Trương Khang đừng đi về trước, kêu họ dẫn đội rút lên núi. Rõ. Mau. Nghe rõ đây. Rút lên núi. Rút lên núi. Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm TV. Bên đó, đi, đi. Đại đội trưởng, đạn của chúng ta bắn không trúng địch. Trường Sinh, có. Tìm cách mò qua đó, diệt tay súng máy cho tôi. Rõ, đi mau. Mọi người yểm hộ, được. Anh Trường Sinh, mau nằm xuống. Yểm hộ, bắn tiếp. Không tác dụng gì, mau bắn. Trung đội trưởng, cho tôi khẩu súng. Được, Minh Quang. Anh, súng của tôi. Súng gì của cậu? Cậu không bắn trúng, cần súng làm gì? Cả trung đội chỉ có 3 khẩu Hán Dương, ai bắn tốt cho hắn. Trương Khang, Trương Khang, đội quân đã lên núi. Trung đoàn trưởng kêu anh mau rút người lên núi. Rõ rồi. Rút. Tất cả rút. Rút. Rút mau. Rút mau. Báo cáo, liên đội Matsumoto đã giao chiến với địch. Đội tiên phong quân ta đã đuổi kịp địch. Lệnh cho xe bọc thép tấn công quân địch. Rõ. Mau. Nằm xuống, nằm xuống. Ẩn nấp. Ẩn nấp.
Tránh ra, tránh ra, tránh ra, yểm hồ. Cút ra cho tôi, muốn chết thì chết xa ra. Lựu đạn, đưa tôi lựu đạn, đưa đây, đưa cho anh ta mau lên. Dương Bảo, tránh ra, cậu muốn làm gì? Trương Khang, nếu không nổ quỷ xe bọc thép cả đám đều không xong qua được. Ở đây không có chuyện của cậu, xuống cho tôi. Anh ra lệnh cho ai? Ở đây không cần cậu ra quan. Nói mấy người nhìn cho kỹ, trận này nên đánh sao? Để cậu ta đi đi, chết rồi cũng không trách chúng ta, đúng không anh? Nói nghe nhẹ nhàng lắm, cậu ta chết rồi cậu chịu hả? Hạ Âm Dương nói đúng, sao chổi này chết ở đây chúng ta không ai thoát tội. Nói mấy người biết, tất cả nhìn tôi. Tôi đếm 1, 2, 3 tôi xong ra. Quá lực yểm trợ tôi. 1, 2, 3. Qua đây, làm gì? Đưa lựu đạn cho tôi. Trương Khang, anh là đồ khốn. Trương Khang, liên đội trưởng Matsumoto tối đa chỉ phái một trung đội tới. Bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ đánh chặn. Bây giờ lệnh cho họ tấn công lên hướng sườn núi bên đó. Lệnh cho Mori lập tức di chuyển trung đội lên núi. Nhất định phải cắn chặt đám quân Tứ Xuyên đó. Còn nữa, liên lạc Sato, kêu đại đội lập tức hành quân nhanh, phải tới trong vòng 20 phút. Rõ. Tất cả nghe đây, tôi đếm 1, 2, 3. Mọi người yểm trợ tôi. Yểm trợ. 1, 2, 3. Rút lên núi, mau lên. Các anh em, lên núi. Lên núi, mau. Đi, đi mau. Chúng ta bị bao vây rồi. Lão La, lệnh cho đội quân đào cộng sự tại chỗ, trụ tới trời tối rồi chờ cơ hội phá dây. Rõ. Trung đoàn trưởng, nhìn tình thế của địch chắc là có chuẩn bị trước, chúng ta không xông ra được. Vậy thì tử chiến một trận với chúng. Nằm xuống. Toàn đại đội có mặt, chuẩn bị đại đao. Giết! Giết! Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm TV. Hòa thượng, sao cậu không diệt địch hả?
Đại đội trưởng Trương, trung đoàn trưởng ra lệnh phòng ngự tại chỗ. Rõ. Tất cả đại đội trưởng, đào công sự tại chỗ. Rõ. Mau lên, quay về. Mau. Mau lên. Quay về, mau. Làm nhanh lên, đừng ngồi không. Đào sâu một chút. Ra sức đi, Dương Đắc Quý. Đừng đánh. Làm gì hả? Đừng đánh. Đánh người làm gì? À đừng đánh, tránh ra, đừng đánh. Mọi người tránh ra, đừng đánh. Đừng đánh, tránh ra. Tránh ra, có chuyện gì? Đừng đánh, đừng đánh. Chuyện gì? Dừng tay, dừng tay. Dương Đắc Quý, đồ khốn, tại sao anh không giết bọn quỷ tạo phản hả? Nói cho anh biết, hôm nay nói không rõ ràng, tôi không tha cho anh. Đại đội trưởng, mấy chục anh em chúng ta đều chết trong tay bọn quỷ. Di qua thượng không sát sinh. Có chuyện này à? Trung đoàn trưởng, bọn quỷ ít nhất có 2 trung đội bộ binh, ngoài ra còn thêm 1 trung đội pháo binh và 1 trung đội súng máy. 2 trung đội bộ binh. Đúng. Nhiều lính vậy, chúng không thể không có chỉ huy thống nhất. Theo binh lực này, rất có thể đại đội của chúng ở đây, không chừng quan chỉ huy liên đội cũng ở đây. Nếu tôi đoán không sai, rất có thể còn một đội địch khác đang tiến về đây. Có khả năng này. Dương Bảo, nhóc con cậu là tham mưu giỏi. Có người từng nói câu tương tự, nói tôi là tham mưu giỏi, nhưng chắc chắn không phải đại đội trưởng giỏi. Ai nói với cậu vậy? Các di ở sở thanh tra. Trung đoàn trưởng, sao rồi? Trung đoàn trưởng, sao rồi? Đại đội chúng tôi có chuyện rồi, họ muốn xử bắn Dương đại ca. Đi, đi coi sao, mau. Đều là anh em, muốn chém anh ta sao? Vì mấy chục anh em tôi thì sao? Lý Bảo bị cậu bắn không sao? Vì hắn lâm trận bỏ trốn, hắn đáng chết. Nếu không ông cũng bắn chết hắn. Hắn chỉ đánh không giết, hại mấy chục anh em tôi chết. Nói mấy người biết, nếu hòa thượng có làm vậy, tôi nhất định xử lý. Không cần ở đây phải gào khóc, ăn no rửng mỡ. Có chuyện gì? Đại gia tới rồi. Suốt ngày kiếm chuyện với ông phải không? Trung đoàn trưởng, anh tới vừa đúng lúc. Hòa thượng chỉ đánh không giết. Nói sao hả? Hại chết mấy chục anh em tôi. Chỉ đánh không giết à? Chuyện gì vậy? Nhóc con cậu không sát sinh. Hòa thượng, tôi hỏi cậu, có bao nhiêu anh em chết trong tay bọn quỷ? Đồ khốn, cậu ở đây từ bi quái gì? Nhìn cho rõ. Trung đoàn trưởng, Trương Khác, đi theo tôi, canh chừng cho tôi. Hắn còn không giết bọn quỷ, bắn chết hắn. Đã nghe rõ chưa? Cận đại gia nói rồi, Dương Đắc Quý còn không giết bọn quỷ, bắn chết hắn cho tôi. Trung đoàn trưởng, anh nhìn đi, quả nhiên đại đội khác tới rồi. Nhóc con cậu nói đúng rồi. Trung đoàn trưởng, người tới không ít. Trương Khang, đồ khốn, làm gì vậy? Cậu làm gì vậy? Buông ra, cậu làm gì hả? Làm cái gì vậy? Trung đoàn trưởng, hắn dám trên chiến trường dẫn người bắt tôi lại. Trương Khang, cậu phản rồi hả? Cậu dám bắt tham mưu Dương? Hắn muốn đi nổ xe bọc thép, tôi không cản được nên mới bắt hắn.
Có chuyện này sao? Không sai. Đàn bà. Bắt đúng lắm. Chuyện này cậu không sai. Trung đoàn trưởng, anh có ý gì? Anh xem tôi là gì? Tóm lại không phải người bình thường. Trung đoàn trưởng nói rồi, mạng của cậu rất quý giá. Anh nói gì? Được rồi, được rồi. Không trách cậu ấy. Tôi ra lệnh. Được rồi. Được rồi. Dương Bảo, cậu nghĩ coi tiếp theo nên làm gì? Mọi người nhìn đi, núi này không cao, dốc dài, bọn quỷ mò lên là chuyện sớm muộn. Chúng ta vốn không giữ được tới tối. Cậu có ý gì? Bây giờ nhân lúc chúng chưa đào xong công sự, vậy đi, tôi dẫn một tiểu đoàn ra đi đánh lạc hướng bọn quỷ. Anh và trung đoàn phó mau chóng dẫn người xông ra. Phá dây, tôi chạy rồi sao đánh trận nữa? Trung đoàn trưởng, chỉ cần có anh, trung đoàn này mới hồi sinh được. Trung đoàn ta không thể tệ. Được. Trương Khang, dẫn mấy anh em đưa Tha Mưu Dương ra ngoài. Trung đoàn trưởng, trung đoàn trưởng, tôi ở lại. Được rồi, đừng giành nữa. Hai cậu nhớ kỹ, cậu là tha mưu giỏi. Nói cậu biết Trương Khang, trong trung đoàn ông có 9 đại đội trưởng, chỉ cậu ra hồn, không thể ở đây ôm nhau chết chung, hiểu chưa? Đây là lệnh. Tranh thủ giao chỗ, chuẩn bị lên nòng. Bắn, bắn. Nằm xuống, mau, ẩn nấp, nằm xuống. Liên đội trưởng, trung đội Mori đã tới. Trung đội của quân Masumoto đã tấn công đỉnh núi cánh phải. Đại đội đội trưởng đâu? Vừa mới tới. Không đợi nữa, lệnh cho tất cả quả lực nặng nhẹ bắn phủ đỉnh núi cánh phải. Trung đội Toda tấn công từ cánh trái. Liên đội trưởng, đỉnh núi cánh trái phải còn có người của liên đội Masumoto. Quân địch ít nhất có một trung đoàn. Đại đội của Sato mới tới, chưa bố trí xong. Cậu nghĩ dựa vào một đại đội của cậu và một trung đội của Masumoto có thể nuốt chửng chúng hay sao? Buộc phải cắn chặt chúng, không thể để chúng trốn thoát nữa. Rõ. Đám quỷ này, cả người của chúng cũng bắn. Trưởng quan Cát, cô thấy sao? Anh nói tính sao? Xong qua đó, chỉ dựa vào mấy người chúng ta xong qua đó, chắc chắn không thể. Còn cách khác không? Để tiêu diệt một thôn, từng cưu mang quân địch, anh để chậm trễ thời cơ chiến đấu. Liên đội trưởng, tôi... Liên đội trưởng, anh Sato làm vậy cũng vì bảo đảm an toàn cho tuyến đường chính thái. Mong anh cho anh ấy cơ hội lấy công chuộc tội. Lấy công chuộc tội. Được. Trung tá Sato, tôi cho anh một cơ hội lấy công chuộc tội. Tôi cho anh 20 phút đánh chiếm trận địa phía trước. Nếu anh làm được, tôi có thể không tính chuyện cũ. Nếu anh không chiếm được, chắc anh tự biết tòa án quân sự đi đường nào chứ. Cảm ơn đại tá. Chuẩn bị bắn pháo. Mau đi ra, mau bắn. Nguy hiểm quá, chậm chút là thành tương thịt rồi. Tấn công. Rút, tất cả rút về sau.
lấy lựu đạn ra, mau lên. Ném. Xông lên. Trường Sinh, có tiêu diệt tên chỉ huy đó. Rõ rồi. Đại đội trưởng, bọn Nhật có lúc sợ hãi. Đừng ngây ra nữa, lát nữa bọn Nhật sẽ lên tiếp. Nhanh chóng tu sửa công sự. Rõ. Tu sửa công sự. Mau tu sửa công sự. Anh Trường Sinh, hả? Anh lợi hại quá. Bắn một phát, giết chết một tên lính Nhật. Đều nhờ tập bắn lúc đi săn. Cậu tưởng thú rừng sẽ chờ cậu đứng yên một chỗ sao? Mau lên. Vậy anh phải dạy tôi nha. Tôi dạy cậu, Dương đại ca của cậu còn lợi hại hơn tôi. Dương đại ca, đúng. Trung tá Sato, các người nhìn quân địch đối diện đi. Nhìn kỹ quân địch đối diện đi. Bọn chúng là đội quân kém cỏi nhất. Về trang bị, bọn chúng không bằng chúng ta. Về tố chất của binh sĩ, cũng không bằng chúng ta. Về năng lực, bọn chúng cũng thua kém chúng ta. Nhưng mà tại sao? Các người nói tôi biết đi. Các người không thể tiêu diệt được bọn chúng, khiến cho hoàng quân Nhật rất mất mặt. Một cơ hội cuối cùng. Tôi cho các người một cơ hội cuối cùng. Nếu không đánh bại được bọn chúng, các người phải mổ bụng tạ tội. Nghe rõ chưa? Mổ bụng tạ tội, nghe rõ chưa? Rõ. Rõ. Đừng gấp gáp. Trương Khang, trung đoàn trưởng, sao anh tới đây? Chúng tôi tổ chức phá dây mấy lần nhưng không phá được. Bọn Nhật bao vây chỗ này như thùng sắt vậy. Phải chờ tới khi trời tối. Trung đoàn trưởng, chúng ta phải kiên trì tới khi trời tối mới có cơ hội. Trung đoàn trưởng, chúng tôi ném hết lựu đạn rồi. Đạn cũng sắp hết rồi. Còn mẹ nó, cả trung đoàn đều như vậy. Nói với anh em tiết kiệm đạn, chờ bọn Nhật lại gần rồi bắn. Nếu thấy không ổn, rút đao ra chiến đấu. Rõ. Mọi người chú ý, chuẩn bị đao. Giết. 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 Các anh em, giết một tên đủ vốn, giết hai tên có lời. Chúng ta phải giữ được trận địa này. Tiêu rồi. Trung đoàn trưởng cận tiêu rồi. Đưa tôi. Anh nhìn bên kia.
sở chỉ huy của bọn Nhật. Đi theo tôi. Đi. Dương Trường Sinh, có. Nhìn thấy tên chỉ huy chưa? Nhìn thấy rồi. Mau tiêu diệt bọn chúng. Rõ. Qua thượng, đi theo tôi, qua bên này. Rõ. Nghe đây, mau yểm hộ, yểm hộ. Quân địch ở phía trước, yểm hộ. Yểm hộ, mau, đi mà. Yểm hộ, lại đây. Yểm hộ, mau. Tài bắn tỉa của quân địch đó chắc chắn đang ẩn nấp quanh đây. Cậu ra lệnh các binh sĩ xuất phát, tìm kiếm trong bán kính 400 mét. Đi mà. Rõ. Mà, mau, mau. Mau đi theo tôi, đi theo tôi, đi mau. Tiêu rồi, bọn Nhật tới rồi, đi. Bọn chúng ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Đã tìm kiếm trong bán kính 400 mét, không tìm thấy tay bắn tỉa. Bọn chúng ở đâu? Ở đâu? Ra lệnh binh sĩ tiếp tục tiến công. Mày chết đi. Báo cáo đại đội trưởng, quân ta phát hiện quân địch ở phía sau. Ở phía sau. Đại đội trưởng, ngài đại tá đã bị thương. Nếu quân địch trên núi kéo xuống đây, chúng ta sẽ bị tấn công từ hai phía. Ra lệnh đại đội trưởng Sato ngừng tiến công, rút lui xuống núi. Ra lệnh trung đội Toda yểm hộ đại tá rút lui trước. Rõ. Moji, có. Trung đội của cậu tiếp tục đánh chặn quân địch ở phía sau. Sau khi đại tá đã rời khỏi đây, cậu cũng rút lui. Rõ.
có chuyện gì vậy? Trung đoàn trưởng, Trung đoàn trưởng, nhìn bên kia. Quân chi viện chúng ta đã tới. Họ tới rất đúng lúc. Có chuyện gì vậy? Trưởng quan Cát, hình như là quân chi viện của chúng ta, giống như là quân Phổ Tuy. Quân bạn ở đâu vậy? Trung đoàn trưởng, Trung đoàn trưởng, các anh em này đã cứu chúng ta. Các cậu là? Chúng tôi là Bát Lộ quân. Bọn Nhật đã bắt đầu rút lui. Thủ trưởng chúng tôi ra lệnh chúng tôi dẫn đơn vị của các anh rời khỏi đây, tránh xa quân địch. Bát Lộ quân, đội ngũ của Đảng Cộng sản. Phải, cảm ơn các cậu. Nếu các cậu tới trễ một bước, chúng tôi chắc chắn không sống nổi. Thủ trưởng chúng tôi nói chúng tôi phải cảm ơn các anh. Thật sự không ngờ các anh ở lại sau lưng địch. Các anh giữ chân đội quân của Hashimoto. Chúng tôi thừa cơ phá hủy đường sắt chính thái, cắt đứt vận chuyển của quân địch. Chúng tôi không phải ở lại. Chúng tôi đã liều mạng xông vào đây. Đi mau lên. Chúng tôi không có nhiều người. Lần này chúng tôi bất ngờ tấn công quân địch. Bọn chúng chỉ tạm thời rút lui. Thủ trưởng ra lệnh chúng tôi dẫn các anh rời khỏi đây. Đâu có được. Sao có thể để các cậu gặp nguy hiểm chứ? Các anh không cần phải lo. Chúng tôi biết rõ địa hình ở đây, có thể cắt đuôi quân địch. Nếu như lát nữa liên đội Matsumoto mà tới đây, chúng ta sẽ gặp rắc rối đó. Được rồi. Hòa thượng, có. Nói với Trung đoàn Phó La tập hợp mọi người rời khỏi đây. Rõ. Trương Khang, có. Quy tắc cũ, đại đội của cậu đi trước, đi theo trưởng quan Bát Lộ quân này. Rõ. Trung đội trưởng, Trung đội 2, đại đội 8, tiểu đoàn 3, trung đoàn độc lập Bát Lộ quân Ngô Đại Hữu, đại đội trưởng 5 Trương Khang, xin mời. Đi, chuẩn bị đi. Rõ. Lần này cảm ơn các anh rất nhiều. Nếu không có các anh, chúng tôi đã bỏ mạng tại nơi này rồi. Đừng khách sáo, Trương Khang. Sao lại tới đây? Xin chào, cho hỏi trung đoàn trưởng Cận ở đâu? Các vị biết nếu như không có Bát Lộ quân, phiên hiệu trung đoàn Cận có lẽ đã mất. Đối với cô ấy mà nói, ba chữ Bát Lộ quân rất khó nghe, nó khiến cho cô ấy lo lắng. Đại tá, một nhóm quân địch lợi dụng khoảng trống khi quân ta truy kích phá hủy đường sắt chính thái. Nhanh chóng phái người đi điều tra đơn vị nào của quân địch phá hủy đường sắt. Còn nữa, điều tra đơn vị tấn công chúng ta lúc nãy. Rõ, tôi sẽ liên lạc với bộ chỉ huy. Còn nữa, lập tức cách chức đại đội trưởng Sato. Sau khi quay về, đưa Sato ra tòa án quân sự. Đại tá, lúc nãy chỉ là cuộc tấn công của một nhóm quân địch. Rõ. Lão Cận, chúng ta mất liên lạc với bộ chỉ huy sư đoàn. Sư đoàn trưởng chắc chắn phái người đi tìm chúng ta. Nhưng dù sao đi nữa cũng không nên phái một nữ quân nhân tới đây. Như vậy thì sao? Đâu phải một mình cô ta tới. Tiêu Râu Quai Nón đi theo cô ta mà. Lão Cận, anh vẫn chưa hiểu. Cô gái này do bộ trưởng quan phái tới. Đừng quên, bây giờ chúng ta đi theo cô ta. Như vậy thì sao? Chúng ta ở chiến khu 2, Bát Lộ quân cũng ở chiến khu 2. Mệnh lệnh cấp trên đưa ra cho chúng ta chính là tới Ải Nương Tử phối hợp với Bát Lộ quân của chiến khu 2 đánh chặn bọn Nhật. Bây giờ chúng ta chấp hành mệnh lệnh. Cho dù người nào đó tố cáo tôi cũng không sợ. Ra lệnh mọi người nghỉ ngơi tại chỗ 20 phút. Lính cần vụ, có. Nói với mọi người nghỉ ngơi tại chỗ 20 phút. Rõ. Tất cả mọi người nghe lệnh, nghỉ ngơi tại chỗ 20 phút. Lão Cận, tất cả mọi người nghe lệnh, nghỉ ngơi tại chỗ 20 phút. Lão La, anh nghe lời tôi, đừng lo. Chuyện này sau khi về bộ chỉ huy, tôi nói với sư đoàn trưởng. Anh, nhìn cái gì?
Đã lâu không gặp. Tôi thấy rất lạ, tại sao đi đâu cũng gặp cô. Đành chịu thôi. Có những chuyện phải tận mắt nhìn thấy mới yên tâm. Cô rất thẳng thắn. Cảm ơn. Sao lại cảm ơn tôi? Cảm ơn anh biết rõ mục đích tôi tới nơi này mà vẫn chịu nói chuyện với tôi. Tôi không quá bảo thủ. Tôi biết đây là trách nhiệm của cô. Hơn nữa mấy trăm người này có thể thoát khỏi nguy hiểm, ngoài nhờ quân bạn giúp đỡ còn nhờ phát súng đó của cô. Đây, xem đi. Tôi cầm súng này bắn vào súng của đại tá Nhật, không ngờ lại bắn trúng vai của hắn. Tôi nói cậu nghe mấy lời. Bây giờ cậu không còn là hòa thượng nữa. Bây giờ cậu là quân nhân. Cậu đừng nhớ những chuyện cậu làm khi còn là hòa thượng nữa. Đại đội trưởng tôi, cậu nghe tôi nói. Người Nhật có phải là con người không? Bọn chúng không phải là con người. Cậu chứng kiến những chuyện bọn chúng làm rồi đó. Có chuyện nào là chuyện con người nên làm không? Chuyện cậu nên làm là giết giặc. Suy nghĩ kỹ đi. Trường Sinh, có. Đi. Cô ngắm vào chỗ nào trên người hắn? Đầu. Bắn trúng vai trái hay vai phải? Vai phải. Vai phải. Lần sau cô ngắm bắn. Từ điểm ngắm bắn cô phải nhích về bên phải 2 cm, nhích lên 5 cm, chắc chắn bắn trúng. Đây là cái gì vậy? Cách dân gian. Cô ngắm như bình thường chắc chắn bắn không trúng. Cô làm theo cách của tôi chắc chắn hiệu quả. Cách dân gian. Loại súng này của cô, trong đại đội bộ binh của trung đoàn chúng ta, cô có biết mấy cây không? Chưa tới 10 cây. Hơn nữa binh sĩ giỏi nhất mới được cấp súng này. Đành chịu thôi. Ai biểu quân Tứ Xuyên chúng ta bị người ta coi thường, cho nên tôi phải cố gắng nghĩ cách giúp binh sĩ của chúng ta cầm trên tay cây súng này có thể bắn mục tiêu thật chính xác. Đây chính là cách dân gian do tôi nghĩ ra. Anh nói lời này rất giống một người. Ai vậy? Người của trung đoàn chúng ta, từng tham gia trận Tùng Hộ, từng giao lưu với anh. Anh nghĩ là ai? Cô nói Trương Khang là được rồi. Tôi không giống Trương Khang. Tôi thấy Trương Khang rất thông minh, nhưng không động não suy nghĩ. Ý anh là sao? Nói vậy cho dễ hiểu. Trong số các đại đội trưởng của trung đoàn chúng ta, cậu ấy không tệ lắm. Chỉ huy được, đánh trận hay. Hơn nữa dù là gặp chuyện tốt hay xấu cũng đưa ra ý kiến. Nhưng đáng tiếc là sau khi gặp chuyện mới đưa ra ý kiến. Với lại cậu ấy tính toán kỹ càng, chuẩn bị kỹ lưỡng. Ví dụ lần trước cậu ấy bị quân địch tấn công dồn dập, nếu như cậu ấy nghĩ tới tuyến đường rút lui trước, người anh em đi theo cậu ấy chắc chắn không chết. Anh thì sao? Tôi không giống cậu ấy. Trước khi làm bất cứ chuyện gì tôi cũng suy nghĩ rất kỹ càng. Hơn nữa, tất cả những chuyện có thể xảy ra, các cách đối phó tôi đều nghĩ tới rồi mới ra tay. Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa tôi và Trương Khang. Cho nên cũng chính vì điều này, tôi làm tham mưu của bộ chỉ huy, còn cậu ấy chỉ là đại đội trưởng. Đại đội trưởng Trương, anh nghĩ anh ấy nói đúng không? Trương Khang. Các gì? Cô rất đáng ghét. Tôi nhận ra cô là một người rất giỏi khiến cho người ta xích mích. Vui lắm có phải không? Đại đội trưởng Trương, đừng đi. Trung đoàn trưởng các anh kêu tôi đi theo các anh. Trung đoàn trưởng của chúng tôi kêu cô đi theo chúng tôi. Đúng. Không tin anh có thể hỏi trung đoàn trưởng Cận. Cái này là của anh. Cái gì vậy? Lát nữa từ từ đọc. Anh là lính của đại đội trưởng Trương có phải không? Báo cáo trưởng quan. Đúng vậy. Dẫn tôi đi chào hỏi mọi người. Đại đội trưởng. Dẫn trưởng quan Cát đi. Rõ. Anh Trương Khang, chào anh. Anh đã đi rất lâu rồi.
Mấy năm nay em đọc báo thấy người ta nói các anh đi rất nhiều nơi, đánh rất nhiều trận. Gần đây mọi người tổ chức quyên góp cho các chiến sĩ ở chiến trường. Trung đoàn trưởng, nhìn đi. Tiêu rồi. Thông báo Trường Khang dẫn mọi người vào thôn. Rõ, mau, mau, chạy mau. Anh ơi, anh mau đứng dậy, đứng dậy. Anh vừa đi, bọn Nhật liền vào thôn. Phần lớn bà con cô bác không chạy thoát, đều bị bọn Nhật bắt lại. Bọn Nhật nói, bọn Nhật nói bọn chúng bắt chúng tôi, bắn chết hết. Ngay cả người già trẻ con cũng không tha. Chúng tôi có lỗi với bà con cô bác. Ông ơi, ông ơi. Anh ơi, anh ơi. Món nợ này phải ghi nhớ. Xuân Ni, Xuân Ni, Xuân Ni, Xuân Ni. Con ơi, sao con không về sớm? Xuân Ni muốn giữ sự trong sạch cho mình, cầm dao đâm sĩ quan Nhật. Hắn liền nổ súng. Dì muốn mai xong đôi giày này thật nhanh. Xuân Ni đã thức mấy đêm. Nó nói, con nói với nó, chắc chắn sẽ trở về. Bác gái, yên tâm đi. Con coi Xuân Ni như là em gái của con. Thù này con sẽ trả cho cô ấy. Con à, mau đứng dậy đi. Bác hãy tự chăm sóc bản thân mình. Trung đoàn trưởng, nhìn đi. Phía trước là đoạn đường bị bọn Nhật phong tỏa. Hôm nay chúng ta nhất định phải đi qua. Máy bay của bọn Nhật ngày nào cũng bay lòng vòng. Chúng ta mà bị phát hiện thì sẽ nguy hiểm. Ẩn nấp. Mau, ẩn nấp, mau. Trung đoàn trưởng, tiến lên tiêu diệt bọn chúng. Không được đâu Trung đoàn trưởng, trên đoạn đường này toàn là bọn Nhật. Chúng ta nổ súng, bọn Nhật ở quanh đây sẽ kéo tới. Dòng ra phía sau cũng không có được. Chỗ đó chính là chỗ phong tỏa lỏng lẻo nhất, những chỗ khác rất khó đi qua. Trung đoàn trưởng, tôi dẫn theo mấy người âm thầm tiến lên tiêu diệt bọn chúng. Được, nhưng cậu phải cẩn thận, đừng để bọn Nhật nhìn thấy. Rõ rồi, đại đội trưởng Trương, tôi đi với anh. Được. Dương Đắc Quý, Trương Sinh, mấy người các cậu đi theo tôi. Ngô Thiên Lộc, Trương
Nhớ kỹ, không được dùng súng, trừ khử bằng đao. Đại đội trưởng, lỡ như bị bọn Nhật nhìn thấy, bọn chúng nổ súng thì phải làm sao? Chúng ta sẽ chết hết. Đại đội trưởng Trương, người anh em này nói đúng, càng ít người càng tốt. Chỉ cần trừ khử lính gác của bọn Nhật, chúng ta sẽ an toàn. Dương Đắc Quý, chúng ta đi. Đại đội trưởng, tôi đi một mình. Dương Đắc Quý, yên tâm đi, tôi đi một mình được mà. Cẩn thận đó, cẩn thận. Đi. Mau, mau, mau. Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm TV. Đuổi theo, mau. Đi theo tôi. Đi theo tôi, mau. Cái chết của Xuân Ni đã khiến cho Dương Đắc Quý hiểu, trước đây không giết người là vì cứu người, bây giờ thỏa sức giết người là vì cứu nhiều người hơn. Trương Khang nói không sai, lính Nhật đó không phải là con người mà là ma quỷ. Dương Đắc Quý giết người. Dương Đắc Quý, Dương Đắc Quý. Đắc Quý, đã kết thúc rồi.